Rồi, xin chào các cô chú anh chị nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào quý vị. Chúc cô chú anh chị và các bạn là một buổi sáng thật an lành và thật hạnh phúc. Hôm nay tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Trong thời gian vừa qua phải nói là đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương ghi nhận rất nhiều các thông tin. Các chị em phụ nữ ở tất cả các tỉnh rất xa hôm nay về đây báo tin nhà nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng tin tìm người thân cũng như tìm người tình. Đây là câu chuyện phải nói là vô cùng phức tạp trong thời gian vừa qua. Mạng xã hội vừa rồi chia sẻ cũng rất nhiều. Hy vọng là các cô chú anh chị và các bạn mọi người xem video này thì hãy hiểu cho cái câu chuyện. Mục đích chính là anh em muốn nhắn nhủ cho các cô chú anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa. Mình có tài sản thì luôn luôn giữ vững, cũng như là ví dụ như mình quen ai đó thì mình cũng hết sức cẩn thận cảnh giác. Tránh tình trạng trong thời đại hiện nay thì lừa đảo, lừa tình và lừa tiền xảy ra rất nhiều. Rồi xin phép xin chào chị nhé. Dạ. Chị có thể chị giới thiệu chị tên là gì? Tên Quỳnh Thị Úc ở Đồng Nai. Rồi. Hôm nay em đến đây là chúc đội anh Hải Nguyễn Thanh Hải và đồng đội nhiều sức khỏe. Sau đó em nhờ anh Hải tìm được một người bồ của em là bỏ đi ngày 27 tháng 9 đến nay. Vào tháng đầu là 2 tuần về một lần. Đây là bồ chị ha. Rồi, rồi chị nói chuyện đi. Rồi, rồi tháng thứ 2 hay rồi tháng thứ 3 3 tuần mới về một lần. Yeah. Rồi là đi luôn tới nay. Rồi chị cho em hỏi. Chị năm nay nhiêu tuổi đây chị Úc? Chị năm 72. 72 năm nay cũng 50 hơn ha. Dạ. Chị cho em hỏi thế này. Chị quen cái người tình của chị là cái người ta họ tên đầy đủ là gì chị? Trần Văn Hoàng. Tên thường gọi là Trần Hoàng. Trần Hoàng, tên hay vậy ha. Hoàng. Hoàng là Hoàng Anh Gia Lai ha. Ồ, tên này tên kêu như chuông luôn. Chị cho em hỏi là người ta nhiêu tuổi này chị? Ảnh năm sinh 1973. Ừ. 1973. Nói chung chạc tuổi thì nói chung là tuổi này thì cũng rất đẹp ha. Hai người cũng không có gì gọi là chênh lệch nhau nhiều quá. Rồi trong cái thời gian chị quen nhau thì chị quen người ta lâu chưa chị? Quen hồi tháng 8 năm 2020. Thời gian cũng dài đấy ha. Người bạn cũng là mai rồi lên Zalo rồi điện thoại nói chuyện với nhau. Dạ. Rồi anh nói anh thôi vợ thì em mới hỏi cái điện về mẹ anh thì mẹ anh cũng kể vậy. Mà lúc đầu ở gần thì cũng là làm ăn rồi lên Sài Gòn này lúc không biết sao thôi mẹ không biết. Con là trước đây á, theo chị chia sẻ là trước đây là anh có vợ rồi nhưng mà thôi vợ rồi là chị nghe thôi chúng chị nghe chị thấy chưa nghe mà như là anh kể thì em có điện cho mẹ anh hỏi có gặp tí anh nói chuyện luôn. Cái mối quan hệ này mình quen nhau là làm mai ai làm mai cho chị vậy bạn làm chung công xưởng á. Chung công ty ha. Công ty còn bạn của nhỏ bạn là làm chung công trình với ảnh à. Đó được qua lại còn trò chơi. Cái anh bồ chị làm công việc gì chị? Làm nhà hồ, rồi làm lắp pin nhà xưởng, rồi tài xế. Lắm nghề vậy? Những nghề gì chị? Chị có lời nói lại là những nghề gì? Thợ hồ. Thợ hồ là một. Thợ là phụ hay là thợ thầu? Thợ chánh, ảnh làm ngày 500 các thợ. 500 là thợ rồi, rồi. Rồi tài xế. Tài xế xe gì chị? Xe tải. À, tài xế lái xe tải đúng không? Không là chuyên lái xe tải. Lái xe tải hay lái xe công hay là lái xe con? Xe tải, chở hàng. Tải là tải hết tải hay là xe tải nhẹ? Ảnh có bằng D bằng gì đó. Bằng D hả? Vậy là ông này chắc bằng này cũng chưa phải là dạng hết tải, chưa phải xe tải, chưa phải xe đầu kéo ha. Rồi, cái mối quan hệ của chị ấy, và quen với cái người đàn ông mà người ta tên gì? Nói lại anh chị. Trần Văn Ngoạn. Ngoạn Mục. Dạ. Phải không ạ? Ngoạn Mục, tên đặc biệt rất hay. Ngoạn Mục luôn. Thì đúng là cũng quả này cũng chưa biết Ngoạn Mục hay không. Không biết là quả này có ngoạn mục hay không thì em cũng chưa biết. Nhưng mà hy vọng là quả này không ngoạn mục. Rồi. Có là cái mối quan hệ của chị cho em hỏi cái câu nó hơi tế nhị này. Trước đây mình đã có gia đình chưa chị? Em có chồng 2 đứa con. Rồi. Mình trước đây ly hôn hay sao chị? Chồng em có vợ bé là ly hôn em 4 năm mới quen được anh. Nói chung là số mình cũng không thiếu may mắn ha. Rồi hai con của chị năm nay chắc trưởng thành nha. Có chồng có vợ hết. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương ấy, là con chị có biết không? Biết. Biết à, con chị có nói gì không? Nó cũng chịu luôn đó. Chịu à, mình đã nói trước chưa? Chứ phải tránh tình trạng không, rất nhiều các chị em phụ nữ về đây trước khi về đây là không thông báo cho gia đình, không thông báo cho các con hoặc người thân trong gia đình. Về đây anh em đăng lên mạng xã hội, đăng xong rồi người nhà lại bảo bây giờ đăng đây đồng ý là người nhà tôi đồng ý nhưng mà anh em chúng tôi chưa đồng ý. Thực sự là anh em cũng rất khó nghĩ. Chính vì lý do như vậy em phải hỏi chị cái câu chuyện như vậy là con chị trưởng thành rồi nhưng mà con chị có đồng ý cho chị đăng video hoặc về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương đăng để thông tin để tìm người tình hay không? Đồng ý. Dạ, đồng ý ha. Rồi ok chị, bắt đầu vào câu chuyện nha. Rồi. Thì chị hiện nay đang sống ở Đồng Nai đúng không? Ừ. Dạ. Thế còn cái người tình của chị là sống ở đâu? Ở
ảnh ở Trà Vinh á, quê Trà Vinh mà ảnh lên đến làm lúc trước là ảnh làm bên Sài Gòn huyện Bình Thạnh á, chạy xe cho chế ảnh bên đó. Chạy xe xe tải nha. Rồi anh ấy là Trà Vinh nhưng mà anh người Khmer, người Kinh chị. Người Kinh nha. Rồi. Hai anh chị là cái mối quan hệ là quen nhau, gặp nhau tại một thời điểm ở một công ty năm 2018 và một người bạn là mai mối đúng không chị? Là mai mối, rồi mới kết bạn Zalo nói chuyện qua lại với nhau. Nói chuyện thì ai là người tỏ tình? Ảnh điện trước. Ồ, anh ấy điện anh ngỏ ý tỏ tình trước. Còn là một người bạn cho số hai người liên hệ cho nhau. Nhưng mà chị là người không chủ động và anh là người chủ động và liên hệ cho chị đầu tiên. Cái người bạn cho số ảnh. À, người bạn cho số à. Rồi, người bạn cho số thì cụ thể là đến thời điểm mà cho từ khi cho số mà đến khi mà liên hệ cho nhau là bao nhiêu ngày chị? Thì do số là trong cái đêm đó là cái người bạn có điện luôn. Ồ, làm luôn. 2 giờ đêm luôn. Nóng sốt đang nghe nói chuyện thỉnh mà em không có ra. Ồ. Đó rồi anh vô làm công ty đâu khoảng nửa tháng 20 ngày gì ở vô công ty anh đang làm ổng điện. Ừ. Ổng điện. Mà nói chuyện nghe ổng đó là tắt máy luôn à. Ồ. Vậy là con là hôm đầu tiên là mới bắt đầu quen nhau cho số cái là đã liên hệ cho nhau rồi. Cái người bạn điện chứ không phải là ảnh. À. Lúc mấy giờ chị? 12 giờ đêm. Ồ. Nhậu giấc đó luôn. Nếu thế này thì em cũng chưa biết làm sao cái câu chuyện là chưa biết cái kết cục nó sao, nhưng mà em thấy nghe cái câu chuyện này anh xỉn rượu mà anh điện cho chị nào. Không, bạn điện cho anh. À điện. Bạn anh điện. Không có để anh ngủ anh. À à anh ngủ say ha. Ừ. Bạn rồi. Điện ý là ra cho thấy mặt vậy đó hả? À điện để nhìn thấy mặt. Để người xem là người chuẩn bị người bạn mới quen ha. Ừ. Rồi, thế khi nào là mình quyết định gặp nhau chị? Gặp khoảng cả tháng ạ. Ồ, lâu vậy. Rồi mới đi chơi qua nhà chế chơi. Ừ. Là chị chăng nhà bà con. Chơi. Mà hẹn nhau gặp nhau. Ừ, đi hai xe người bạn đi nữa, bốn người đi luôn. Ừ, là đi chung. Đi chung, đi hẹn đi chung luôn. Sáng nó chơi thì mình có ăn nhậu không? Có chơi lâu không? Chơi chắc cũng mấy tiếng mới về. Mấy tiếng là có trò chuyện này cũng am hiểu về nhau một xíu này ha. Ừ. Có điều là mình mới biết thì cũng chưa thể hiểu nhau nhiều. Là bữa đầu tiên luôn. Ừ, là bữa đầu tiên ra mắt thì anh có tặng chị gì không? Không, đi chơi rồi anh đưa về tới nhà nồng vàng vậy. Tới nhà là gọi là mình đi nghiêm chỉnh, nghiêm túc ấy, đúng không? Ừ. Nhưng mà sao không tặng, lỡ tặng chị bó bông là mới đầu ra mắt, chưa biết là cái cuộc tình ra sao cho nó. Em mà nếu mà em quen chị thì em sẽ tặng chị bó bông thật to đó, chứ biết là sau này nếu như không làm bạn được thì cũng một cái ấn tượng gì đó cho nó đáng nhớ đúng không chị? Ừ. Nó đâu bình thường, xã hội bây giờ là hiện đại rồi, nó bình thường mà, nó đâu có sao đâu. Zalo nói chuyện. Ừ. Anh nói thôi vợ này chị hỏi anh sao thôi vợ, anh nói vợ anh đánh số đề quá anh trả không nổi, anh ly thân. Ly thân 3 năm rồi, là năm thứ tư là mới quen em á, mới biết. Nhưng mà hiện nay ly thân là khác nha chị nha, em nhắc lại ly thân khác, ly hôn khác. Không, ly thân rồi con vợ ở nhà mới viết đơn ly dị. À. Có là hiện nay là quyết định ly hôn là có trên tòa án rồi đúng không? Rồi ảnh là điện ảnh 3 lần ảnh không về là tòa án cũng giải quyết theo vắng mặt. Ừ, bây giờ xử rồi. Hiện nay là anh độc thân. Rồi. Trong thời gian quen chị là anh độc thân đúng không? Rồi. Hay là đang có vợ? Dạ thôi rồi ly dị em mới quen. Rồi, đến giờ phút là hai vợ chồng anh ly dị lâu chưa? Ly dị anh ly thân 3 năm đó. Là năm thứ tư ảnh mới gặp em. À năm thứ tư gặp chị rồi. Là năm 2018 đúng không ạ? Đúng. Dạ. Yeah. Là 20. Năm 20 hả? 20 là 22 mới được 2 năm đó. Ừ, nhưng mà chị chia sẻ với em là chị gặp năm 2018 mà. Nó lộn năm 20. À 20, 23. 20, trời 20, đất quý thần ơi. Dù tuổi còn trẻ lộn, mà. Run thì xem tay cho nào. Xem tay này kiểm tra cho nào. Bình tĩnh nào, đừng có cò hết tay vào. Tay rất đẹp. Nốt ruồi này, nốt ruồi son này. Tay này cũng hậu vận về sau này rất tốt. Đúng không? Tay này là hy vọng là sau có mối tình rất đẹp. Ông này thì khả năng là ông lừa rồi. Thôi được rồi. Bây giờ này nhé, mình nói chuyện như vậy cho chị đỡ chung ha. Ừ. Chị về đây là nhờ các anh em đội hiệp sĩ người Bình Dương, thì các anh em nhắc lại tất cả các cô các chú các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa, dù rằng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa thành thị, về đây anh em đội hiệp sĩ người Bình Dương nhiệt tình giúp đỡ, nhưng với điều kiện là phải thật lòng đó, thiệt tình thì các anh sẽ giúp thiệt và hoàn toàn là miễn phí 100%. Tránh tình trạng mà gọi điện hay nhắn tin hỏi là anh em lấy nhiêu tiền hoặc quốc là nhiêu tiền hoặc cò cái nhiêu tiền là anh em sẽ sẵn sàng chặn số và nhắc đi nhắc lại hoài rồi, không nhắc lại nữa nha. Chị về đây cũng vậy. À, chị uống cà phê thì anh tự chị trả tiền, em không yêu cầu chị trả tiền cho người khác, ok chưa? Vậy ha, thế nên mình cứ yên tâm công tác nhé. Rồi vậy là cái mối quan hệ chị là từ năm 2023 là một người bạn giới thiệu. 20. Một người bạn giới thiệu, và từ khi cuộc gặp nhau đến giờ phút này là chị có sống chung với người ta không? Sống chung tới tháng 9 đó, 27 tháng 9 là anh đi tới giờ. Tháng 9 đi. Mấy chị? Tháng 9 năm 2022. Vậy là hơn 25, 26. Chị quen được mấy năm? Tháng 9 năm 2022. Anh đi tới nay luôn. Chị quen từ 20 đến 22 đúng không? Là trên dưới 25. Là bắt đầu là đường anh đi mà đường tôi đi. Phải không ạ? Rồi trong thời gian sống chung đấy thì người ta, chị thấy cái biểu hiện hoặc là cái tình cảm của cái anh chàng này dành cho chị nhiều không?
Thì anh cũng thương, anh cũng lo lắm, muốn ăn gì anh chạy đi mua, anh để mua cho được rồi nhé. Thương nhưng mà cái tiền đó là tiền của ai? Mua là mua tiền của ai? Tiền của em. Ồ, thế thì trên này thì cũng bằng không. Thương đó là thương một cái cách, thương đó là gọi là không phải là thực sự, theo như em hiểu như vậy. Đúng thương rồi. Mà tự người ta bỏ tiền cho chị kìa. À. Như ảnh làm hồ rồi cũng bắt bên, mưa nắng. Rồi em mới chưa nghỉ thì vô công ty làm đi, công ty chạy xe nâu, anh chạy được 3 tháng. Ồ, vậy anh có bằng xe lân luôn, anh có nhiều bằng lái ha. Xe nâu là chạy tháng đầu được 6 triệu mấy đưa em 3 triệu, tháng sau thì 8 triệu mấy đưa em được 4 triệu rưỡi. Đó là tháng thứ 3. Trong thời gian anh chạy bển thì anh nói bạn anh là vợ nằm bệnh viện cho em đưa cho anh, đưa cho người đó dây 5 triệu đi, người ta đóng lời. Là em đưa. Nhưng mà bỏ nhau rồi mà, chia tay đâu mà. Không, lúc đó còn ở đang chạy xe nâu mà năm 2021 á. Rồi em đưa 5 triệu, ảnh mới đưa cho thằng bạn ảnh. Là tới đúng một tháng là sao, là sao không thấy tiền lời gì chơi nhỉ. Nói tháng sau nó trả vốn rồi đóng lời luôn. Là em nghe người nói là nửa tháng là cái anh đó trả cho ảnh rồi. Đó trả 5 triệu rồi mà ảnh không nói gì. Rồi. Đó tới 30 tháng 8. 30 tháng 8 là có một anh là vô đòi 10 triệu. Đòi 10 triệu đó là lúc 11 giờ trưa. Rồi ảnh hứa chiều. Hứa chiều là 4 giờ rưỡi em đi làm về, 4 giờ chiều anh thấy mất bộ đồ với cái cặp. Rồi anh điện thoại anh nói em xuất tiền anh trả giùm anh đi, mai anh lấy tiền thằng bạn anh về anh trả cho. Vậy anh trốn mất rồi. Đó là anh đi luôn qua Campuchia 20 ngày mới về. Trời ơi. Đó. 20 ngày mới về thì anh không nói gì chứ, bị gì người còn người còn của. Anh về đây đừng mừng rồi. Thì bắt đầu là anh nói là anh đi qua Bà Chế chạy xe tải á, chở hàng đó. Là anh chạy được 3 ngày anh về. Là cái chiếc khâu trong tay ổng là mua 5 triệu 3 mất tiêu rồi. Cái khâu là cái gì? Chiếc khâu với nhẫn anh tự mua á. Ờ, nhẫn vàng. Nhẫn. Anh này cũng chịu. Hột á. Nhẫn hột. Anh này cũng chịu đâu vàng ha. Rồi hỏi đâu ảnh ta gãy rồi. Gãy đưa người chế sửa đổi lại rồi. Là anh gãy thì đem cái xác về đây chứ. Vậy là chết thì phải còn xác đúng không? Đem xác thì ảnh đưa cho chị đổi lại rồi. Đó thì em không nói gì hết. Thêm một tháng sau nữa anh mới mất cái điện thoại. Điện thoại của năm chị mất điện thoại. Sao nó mất điện thoại hoài vậy? Gớt ông là chở giáp đồ lên xuống nó là tuột cái vỏ gớt. Rồi anh mua đồ hậu cổ bắp. Anh nói anh làm sim lại là về em có bấm trong cái sim là danh bạ còn đủ hết. Đó. Chính toàn là anh này có vấn đề rồi. Nó là ủa sao mà anh làm sim lại là sao chứ danh bạ còn đầy đủ hết trơn vậy? Nó ổng nói cho thả thả thôi. Là từ cái lúc là mình đòi 10 triệu là em biết anh này lừa. Sao chị lại phát hiện sớm vậy hả? Rồi cho nó cho em mất lời chị này. Chị có thường xuyên xem video đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương không? Thì em mới xem cỡ 2 3 tháng nay thôi. À mới xem nhưng mà mình sập bẫy rồi. Đấy thế vì vậy cho nên là các cô chú anh chị mọi người hãy xem trước, tránh tình trạng mà mình phòng kẻ gian, mình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi mình phòng là cái điều thuốc rất tốt, mà khi đã chữa là cái vô cùng khó khăn. Chống như chị, nếu chị xem trước thì hôm nay chị không phải về đây. Đúng ạ, em nói chuyện như vậy có đúng không chị? Rồi, chị cho em hỏi là trong cái quá trình sống chung với nhau trên dưới 25 vừa qua, thì cái tình cảm của anh dành cho chị thì nhiều hay ít? Thì sao em thấy ảnh muốn đi làm xa không ạ? Ồ, muốn đi làm xa. Làm gần 2-3 tháng là đó muốn kiếm là... tiền đi làm xa. Em đang phân tích cho chị, em không phải nhà một nhà tâm lý, nhưng em phân tích cho chị, nếu như thực sự một người muốn thương chị mà thật lòng, người ta không muốn rời xa chị. Đúng. Hoặc sáng đi tối về, đúng không ạ? Nhưng mà quen với chị, khả năng là anh này có mục đích. Em đang nghi ngờ anh này khả năng có mục đích gì khác nữa ngoài cái hàm ý mà gọi thể xác chị, đúng không ạ? Không có lý do nào đó mà anh quen chị mà lại muốn đi làm xa hoài. Chính tỏ anh đang đi tìm một con mồi khác. Chị nghĩ em suy luận như vậy đúng không? Đang đi tìm một con mồi khác, con mồi này chỉ là mồi nào ăn đỡ thôi, ăn những lúc chống cháy thôi. Nhưng mà anh sẽ đi tìm một con mồi khác có thể là béo bở hơn, mập hơn, lon tơ hơn. Đó, một con lai vàng hơn. Đúng không chị? Rồi. Trong thời gian 25 đó thì thực sự là hai người là như chị là chị có dành tình cảm cho anh nhiều không? Dạ, anh lo lắng đủ thứ, ảnh ví dụ ảnh quạng gì cũng đưa tiền lo đủ thứ hết. Ví dụ đi đám rồi cũng mua đồ mới liền. Vất rất chiều ha. Rất chiều. Ước gì mình được người như này thì rất tốt, rất chiều. Đúng, cái đám nào còn nửa tháng tới là đi kêu mai đồ mới cho anh nữa. Vậy là chất chiều rồi, quá ok rồi. Thế này mà anh không biết hưởng thụ ha, tiếc. Rồi, thế là trong cái thời gian này, khoảng thời gian này anh lấy tổng cộng của chị là bao nhiêu tiền? Thì lần đầu tiên thì em đưa cho anh nâng bằng lái là 10 triệu á. Lâng bằng lái? Nâng bằng lái lên, bằng C, nâng lên bằng D. Lâng bằng lái luôn? Nâng lên, là để cho anh chạy xe lớn vậy. Nhưng mà lâng bằng lái sao lại mất tiền? Không, 2 năm nay không thấy bằng lái đâu hết. Lâng bậy rồi, em cũng lâng bằng lái rồi. Bây giờ em là hết đát rồi, em bây giờ lâng bằng FC rồi. Nhá. Nhưng mà hiện nay em không mất đồng nào.
đến đến ngày đến định kỳ lần nâng bằng lá lên là 10 triệu mới đủ, thì em đưa 10 triệu nâng. Ờ này này không được. Nâng rồi là 2 năm nay không thấy bằng lá đâu hết. Lân không thấy bằng đâu mà lái thì không thấy đâu hả? Lái thì kém hơn đúng không? Lái một lần 5 triệu đưa cho thằng bạn đó. Chứ 10 triệu là ảnh dây tiền ảnh đánh số mà ảnh nói là dây dùm thằng bạn anh á, là tổng cộng là 25 triệu. Với một chiếc xe Wenpa em mua 24 triệu. Lại xe Honda nữa hoặc Wenpa nữa? Wenpa. Chị anh lấy xe bao giờ? Thì em mua nay cũng là gần 1 năm rồi. Trời anh ơi. Anh không có xe làm thức tiền ra mua cho sao anh đi làm. Anh nhiều bằng lái, mình nhiều bằng lái thế này mà tại sao lại không mua được cái xe đấy đi mà lại phải lấy xe của chị? Bởi vì em thấy có chiếc xe quay đó, thằng bạn nó lấy luôn rồi không có trả. Chiếc xe đấy mang tên gì chị? Mang biển số của ai, tên của ai, tên chị tên ai? Tên của con em. À, tên con trai chị ha. Ừ, rồi nó đưa, ý là nó đi mua rồi em mua chưa. Xe màu, màu gì chị? Màu trắng. Màu trắng, biển số mấy chị? Có thể nói biển số được không? Căng rồi. Biển số 69K1 42563. 69 là biển Cà Mau ha. Rồi. Đến giờ phút này chị tổng cộng chị bị lừa bao nhiêu tiền? 25 triệu với cái xe, chiếc xe đó anh nói là công an lấy rồi. Công Tết an... nè, Tết nè anh nói là anh đi buôn thuốc lá dép với một thằng bạn nữa, thằng kia là công an bị bắt dính, còn ổng thì ở ở sao chạy mất, ông chạy mất bỏ xe. Ông lại khôn hơn. Bỏ xe là anh nói là ủa cái xe Honda mà buôn thuốc lá lậu được bao nhiêu, anh nói đóng thùng là chở được 25 cây, 250 cây. Ông này xạo rồi, này xạo rồi. Thì em suy nghĩ là cái tuyến đường đó đâu phải một mình một thằng mà mình đi canh đâu. Đúng hai rồi. Ba thằng. Thôi bây giờ em hỏi thế này. Em đi vào thẳng vào sâu cái câu chuyện hơn nha. Bây giờ đi thẳng vào trung tâm quỹ đạo nha. Trong thời gian sống chung với nhau là 25, anh lừa chị là tiền là mấy lần? Thì lần 5 triệu, lần 10 triệu với lần 10 triệu nữa là 25 triệu. 3 lần. 3 lần là 25 triệu. Một lần là lân bằng lái. Đúng, là 10 triệu, nhưng mà bằng thì không thấy mà lái thì không. Mất cả lái, mất cả bằng luôn. Kế đó là 5 triệu. Kế tiếp 5 triệu. Rồi, cuối cùng là 10 triệu. Cuối cùng là 10 triệu. Còn lần kết thúc chốt hạ đây là một chiếc xe. Một chiếc xe. Một chiếc xe là anh cao chạy cho bay luôn à? Trước khi anh sống với chị là anh có đem cái gì tài sản gì đến? Không. Không. Người không. Quần áo cũng cũ không? Ôi trời. Chắc quần áo đi làm hồ. Rồi chiếc xe quay cũ mày mà bán cỡ 1 triệu người ta mua không nữa. Trời ơi, cái này chạy tới gì lui làm hồ được thôi em... chứ không có chiếc xe không có đẹp. Em nhìn chị và nó là cũng rất được gái, em không có khen chị đâu nha. Em nói chuyện nghiêm túc, em thấy chị rất đẹp gái. Ô thiệt. À, cô chú anh chị, đây là một chị gái thực sự là rất muốn lấy lại tài sản nhưng mà vẫn e ngại, bởi vì chị không muốn mong muốn cái câu chuyện xảy ra. Nên vì vậy hôm nay chị về đây là chị đội một cái chiếc lõm rất kín và bịt, nói chung là mọi người cô chú hết sức thông cảm đó, để giúp các cô các chị, chứ tránh tình trạng mà nhiều khi là mọi người ra lại chị không giúp thì chị đi uống cà phê, mà giúp giờ lại chị không dám đi uống cà phê thì thực sự cũng tội nghiệp cho chị. Ê, vì vậy cho các cô chú ơi, anh chị mọi người hết sức thông cảm cho cái câu chuyện này. Rồi. Thôi vậy nè, giờ em hỏi chị, giờ chị bịt kín mặt vậy thì chị nói câu chuyện có gì có thật không? Thật. Tại thường thường cái người mà giấu mặt là thường nói không có thật. Thật. Đó. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giờ nó hả luôn, anh em thì cho chị bịt mặt nhưng mà chị dám gỡ mặt ra cho bà con cô bác coi một cái để coi câu chuyện là thật không? Không mà nhiều người đó thì hơi ngại. Thôi được rồi, thôi được rồi. Lát em sẽ chụp mặt chị sau để làm bằng chứng. Rồi ok chị. Em sống thật. Rồi ok, rồi được rồi. Thôi bên này. Thêm nó bớt gì ai mà. Rồi bên này. Cái câu chuyện nhà chị là tổng số là ông bằng lái là giả. Em khẳng định nhà ông bằng lái giả chứ không phải bằng lái thật. Chưa có một ai cấp bằng nhưng mà lâng bằng mà mất 10 triệu là ông này bằng lái giả. Là mất 10 triệu. Thì có là... đi có về đàng hoàng. Đó. Là 25 bằng triệu. Lái đâu hết. Đó, giả thôi, ông này lái giả, ông này chuyên gia lái giả, không phải lái thật. Em khẳng định chị luôn. Ông lái thật thì ông đã ở với chị. Ông là lái giả là ông đi kiếm lái chỗ khác tơ hơn. Em nói như vậy chắc chị hiểu ha. Rồi bây giờ là 25 triệu là một chiếc xe Honda Wenpa màu trắng, biển số 69 là biển Cà Mau. Phải không ạ? Dạ. Yeah. Đến giờ phút này là ông ấy quyết định, ông ấy bỏ cái cuộc tình này, ông chạy lâu chưa? Thì 27 tháng 9 thì ông hai ba từ cũng về, từ ngày 12 tháng 12 tới nay là không về nữa, hứa hoài mà không về. Từ tháng 9 năm 21. Ồ, đến giờ thời gian là quá xa rồi. 22 chứ. 22 nhỉ? 22. Đến 22 cũng xa rồi. Đúng không ạ? Đến giờ phút này xe không còn mà tiền thì không. Thậm chí ông này ông còn lái mấy bà rồi. Hứa về 3 lần rồi. Ừ. Hứa nhưng mà hứa lời nói gió bay. Không về. Trước đây á, chị trước khi quen cái anh trai này á, chị có tìm hiểu trên mạng hoặc trên internet là mình quen những người tình hoặc là mình muốn đi kết hôn là mình phải tìm người như nào? Chị có
có suy tư như vậy không? Hay là mình cứ gặp và mình thấy hợp là mình giải quyết luôn? Thấy thì cũng tướng ta đang nói cũng đàng hoàng thôi chứ mình không có nghĩ gì. Theo như chị ấy, thì không chị trong bụng dạ như thế nào hết. Theo như chị thì chị nhìn cái khuôn mặt này em nhìn nó hơi giả giả, hơi bị ngô ngố. Em nói chuyện nghiêm túc ạ. Nhưng mà ông này nhìn có vẻ là người giống lai người nước ngoài. Phải không chị? Đúng không? Có phải không? Không, nhưng theo chị ấy, chứ cái này em cũng chưa biết rõ. Theo chị ấy. Ông này ông nói chuyện có ngọt ngào không chị? Ngọt. Ngọt nói với người ngoài cũng ngọt. Ôi trời. Đấy là nói chuyện ngọt là ngăn lăng khiếu bẩm sinh của từng con người. Không phải ai muốn là được. Sớm gì mà đối xử tốt, không ai. Tốt thì người ta ngọt như vậy đâu có đâu mất gì đâu. Lời nói không mất tiền mua mà lựa lời và nói cho mục vừa lòng nhau, không mất lòng, nhưng mà thực sự trong lòng người ta nghĩ gì chị không biết. Đến giờ phút ông bỏ chạy nhưng mà trước khi cái cuộc bỏ chạy chị không biết. Rồi. Tổng số tài sản của chị này một chiếc xe Oenfa là khoảng nhiêu tiền chị? 24 triệu. Cộng với 25 triệu đúng không? Dạ. Là 49 triệu, cái số này cũng không có đẹp. Đúng không? Số 49 này cũng không có đẹp. Đến giờ phút này là ông chạy thật rồi. Chị có hy vọng là đăng video lên là người tình của chị sẽ trả lại xe và tài sản cho chị không? Thì chị có hy vọng nhiều không? Thì bây giờ hy vọng cả nào thì nếu anh trả, giờ không hy vọng, nếu anh trả được thì trả, còn nếu hy vọng được thì anh trả được thì cảm ơn thôi chứ. Em lấy xe là đi làm chứ giờ không có xe đi làm. Rồi bộ tới công ty đó nữa tiếng đồng hồ. Trời ơi. Không quen thì ăn sung mặc sướng, đi đâu không có người kiểm soát. Khi quen người tình rồi được cái gì chẳng biết. Đến giờ phút này tiền mất mà tật mang. Đúng tật là bây giờ mang. Đúng không chị? Chị thấy tội không? Trong những video vừa qua đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đăng là chị có xem không? Có, xem. Xem suốt thì chị thấy những cái pha mà em cũng trò chuyện với rất nhiều các cô chú lớn tuổi rồi, cũng giống cái cuộc tình giống chị. Chị xem chị thấy theo như chị cảm nhận chị thấy sao? Chị chia sẻ thật lòng mà chị thấy sao? Rất tội. Người phụ nữ. Cái này là em phải nói thẳng này. Tội thì nó có nhiều lý do lắm. Cái thứ nhất là người ta cũng giống như chị, thương thật. Mà người ta không ngờ được, hoặc người ta chưa từng trải, hoặc người ta thiếu kinh nghiệm. Phải không chị? Đó là bị lừa. Mà một số những thành phần lưu manh giống như này ấy, người ta lừa đảo, mục đích chính là người ta lừa đảo. Đánh đúng cái mục đích người ta là chủ yếu lừa đảo. Vì vậy cho người ta nói chuyện thật ngọt, thật suôn sẻ và thật dễ chịu nhất, để người khác người ta nghe, người ta dễ tiếp thu nhất. Đó, thì mới lừa được. Cũng giống như chị. Đến giờ phút này là 49 triệu rồi đã ra đi, gọi là 49 củ đã ra đi. Tình hết thì cũng tiền lại tiếp tục tan. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ với Nguyễn Hải Bình Dương. Thì các anh em khi ghi nhận cái thông tin của chị sẽ cố gắng hết sức để đăng tải mạng xã hội. Cái thứ nhất là cảnh báo cho tất cả các cô, các chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh. Hy vọng là mọi người không có dính những cái chiêu trò của một số các thanh thiếu niên nam nữ lừa đảo trên mạng, trên internet. Rất nhiều các phi công khác quen trên internet đã bị lừa. Rất nhiều các chị khác, có một chị bị lừa hơn 2 tỷ. Chỉ vì quen phi công nước ngoài là trên internet nhưng thực sự là mặt chưa biết, mũi thì không. Đó, nhiều câu chuyện và nó vô cùng rất đau lòng, rất thương. Đó. Thì chị hôm nay thì thấy chị về đây thì các anh em đây cũng nắm bắt tâm lý. Chị cũng rất sợ, rất run à. Chị có run không? Bây hiện nay còn run không? Hết run chưa? Em nói chuyện như vậy là có được không chị? Được không? Đó, em nói chuyện rất nghiêm túc nhưng mà lúc nào là dễ chịu nhưng mà nhiều lúc rất nghiêm túc là nghiêm túc. Đó, thì bây giờ em đang nói chuyện với chị rất nghiêm túc này. Đến giờ phút này, nếu như các anh nhà anh tên là gì chị? Trần Văn Ngoạn à. Rồi, sinh năm 1973 đúng không? Nếu như anh bây giờ anh có về đây, hoặc anh có liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ của Thành Bình Dương, hoặc liên hệ cho chị, mà anh nói là anh trả lại toàn bộ số tiền mà anh lấy của chị hoặc xe của chị, thì chị có tiếp tục cái mối quan hệ này không? Cuộc tình này không? Không, chấm dứt. Sao vậy? Vì sống mà nói dốc nó láo rồi chơi bài thi số quá thì chị không thể sống được. Trong thời gian anh sống chung với chị là trên dưới 25, anh có lo cho chị cái gì không? Có mua vàng bạc gì tặng không? Không, thì mua được 2 chiếc nhẫn đó, người tặng cho em chiếc, còn chiếc ảnh tới đây anh cũng cầm luôn, mới chuột lại. Trời đất quý thần ơi. Còn anh trước khi đi là anh có mua nhẫn cho chị anh tặng là thời gian trước? Lúc quen, mới quen mà tặng rồi. Mới yêu. Mới yêu là ông này cũng giỏi đấy nhá. Mới yêu mà tặng nhẫn là giỏi. Tặng 6 triệu một cặp thì 6 triệu 8. Một cặp 6 triệu 8. Ừ. Coi là tặng một cặp nhẫn là 6 triệu 8 đúng không? 6 triệu 8 mà anh ấy đeo một chiếc hay là anh đeo cả? Anh đeo một chiếc, em đeo một chiếc. Lúc anh đi Campuchia, anh cầm 1 triệu 6, anh mới chuộc lại thắng rồi. Mới chuộc lại, xong mình cũng bỏ luôn đi chị. Chuộc chi? Chuộc chi? Ba cái đồ này nói thiệt là mình khi tình hết rồi, mình cũng không còn ấn tượng nhiều. Theo như em thì thế này, em chỉ khuyên chị một câu thôi. Anh em đây chưa dám khẳng định cho chị là sẽ liên hệ lại được 100% sẽ lấy lại công bằng cho chị. Nhưng mà em khuyên chị một câu rất chân tình, tuổi đời không nhiều. Nhưng có thể mình về lay mai sau này á, chị vẫn còn nhiều cơ hội. Thực sự là chị cũng rất xinh gái, không phải là không. Còn nhiều cơ hội, hy vọng là chị hãy quen một người đàn ông nào đó thực sự chín chắn. Đó.
bản lĩnh, không cần phải nói ngọt, chưa cần phải đẹp trai. Rất nhiều các chị em gái khác về đây thì các anh em phỏng vấn và đã trò chuyện rất đẹp trai, nói chuyện rất ngọt, nhưng đến giờ phút này toàn lừa, toàn cao thủ võ lâm, đó nên các chị rất dễ xịt sập bẫy. Với em đấy, ví dụ như em đi 8 chị thì chắc chắn là chị sẽ không ở đổ, bởi vì em nói chuyện là nó hơi cứng mà hơi khó chịu dành cho người khác đó, bởi vì em nói chuyện là thẳng thắn, không dành những từ ngon ngọt nhất để thổi lỗ tai chị, đúng không? Đúng không? Đấy, cho nên vì vậy cho nên là để mà đổ được một người phụ nữ là cũng rất khó đó. Vì vậy cho nên em không có cái những cái gọi là những cái công thức để tán gái giống như những người đàn ông khác, mỗi người có một cái sở trường riêng. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của thầy Bình Dương để đăng tin cái câu chuyện này, chị đưa lên là có đúng sự thật không chị? Sự thật 100%, không có nói thêm nó bớt ổng một lời nào hết. Nếu sai chị hoàn toàn dịch trách nhiệm trước pháp luật. Rồi, chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ của thầy Bình Dương là ghi hình và đăng thông tin lên tất cả trang mạng xã hội không? Đồng ý nha. Rồi, đăng lên là cái thứ nhất là có thể sẽ lấy lại công bằng cho chị, và quan trọng nhất là cảnh báo cảnh tỉnh cho tất cả các cô các chú các anh chị ở tất cả các vùng miền trên tất cả các lãnh thổ người Việt Nam mình đang sinh sống. Bởi vì rất nhiều người, em đã chia sẻ rất nhiều, nhiều người gọi là còn bắt gạo lấu lốt để cho người tình ăn, đến cuối cùng là phút cuối cùng người tình cũng cao chạy xa bay theo những người phụ nữ khác. Nhiều câu chuyện là cái hậu quả khôn lường là đã có con với nhau nhưng cuối cùng là người tình lại tiếp tục đi thả kiếm đứa con khác đó. Thực sự là chị thấy chịu kính câu chuyện chưa? Chị có điều nào chị muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này để hy vọng là người tình của chị anh Trần Văn Ngoạn này, sinh năm 1973 này, anh xem được video này anh sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho chị. Mà chị thì, nói chuyện lớn tiếng với chị. Anh đang ở đâu thì anh trả toàn bộ số xe với tiền để cho tôi rồi anh sẽ được tự do, tôi không làm phiền anh nữa. Ý là em mong tất cả chị em trên xã hội này đừng có nghe những lời mà đường mật mà thầm sai lầm giống như em. Thực sự rất thương chị. Tất cả các cô, các chị em phụ nữ đến đây phải nói là những câu chuyện mà nó rất thương. Không ai mong muốn là mình lên mạng xã hội để mình nói về người tình của mình những cái ngày tháng đẹp nhất, đúng không chị? Để mình tố cáo những người ta lừa đảo. Nhưng đây là gọi là cái đường bước đường cùng rồi. Hiện nay chị không có xe để đi làm đúng không? Đi bộ đúng không? Đi bộ nhầm người nó cho có gian thì có gian, còn không đi bộ. Những lúc mà chị đi bộ như vậy mà trời nóng lực như này, thời tiết ngoài 35-38 độ ngoài đường, chị nghe chị có bức xúc không? Thực sự là trong lòng chị nghĩ bức xúc không? Điên là cả người luôn á. Phát khùng luôn đúng không? Đấy là chị thì là phụ nữ thôi, chứ còn em thì thực sự là nghe những câu chuyện là thực sự là rất đau. Thì mần cực khổ mới có đồng tiền, chứ phải là đồng tiền mà mần mà đơn giản không có đồng tiền. Một tháng lương chị làm được giờ được nhiêu tiền chị? 8 triệu, nhưng khi hàng nhiều thì được 10 triệu, không 8 triệu, 7 triệu chứ. Nhưng 8-9 triệu thì làm việc khoảng bao nhiêu tiếng? 12 tiếng. Ô trời ơi, 12 tiếng mà được 8-9 triệu, có là 12 tiếng mà được 9, có là 300 ngàn, tính cả chủ nhật. Tiền phòng trọ là chị có nhà chứ hay ở trọ? Trọ tháng đóng 1 triệu. Tháng 1 triệu, còn có 8 triệu, ăn hết mấy triệu rồi, đúng không? Tiền tiền nọ, tiền chai, tiền điện, tiền đóm đó, chẳng còn nhiêu hết, đúng không ạ? Chị lâu có về thăm quê không chị? Tết nào cũng về chứ, năm về cũng 2 lần. Đến giờ phút này cái gọi là cuối cùng rồi, cái câu chuyện này là kết thúc rồi, chị còn thương người tình chị không? Không, lừa quá nhiều rồi. Lừa quá nhiều. Nói giống nó láo quá nhiều. Không còn. Theo chị được biết, ông này ông đi lừa được bao nhiêu bà phụ nữ, bao nhiêu chị em phụ nữ rồi? Khoảng bao nhiêu rồi? Thì vợ đầu tiên thì hai đứa con. Còn vợ kế là sao không được, con sinh là em mới là 3 người, còn ngoài ra em không biết. Ngoài ra là chưa biết, đếm trên đầu ngón tay là hiện nay là chính xác là 3 người. Theo như em thì em nắm bắt được, em chưa phải là chính xác hay không, nhưng mà theo em phỏng đoán là ông này sẽ quen trên dưới 10 người. Gọi là lừa trên dưới 10 bà. Đó, ông này rất khỏe, to, khỏe, tướng, đẹp trai. Đó, Trần Văn Ngoạn, sinh năm 1973 đúng không? Rồi, chị có còn điều nào chị muốn chia sẻ trên video này không chị? Hỏi chị ba với ảnh thì chạy xe 3 năm thì hỏi ảnh có bồ không, chứ ba nói không, chạy xe vậy ngủ thôi, gì chỉ nghe lời chị ảnh thôi chứ. Rồi kết thúc cái câu chuyện này, thực sự là cái câu chuyện này ông này em khẳng định là ông này ông lái máy bay quá giỏi. Thực sự cái câu chuyện này vậy, bởi vì ông ấy lừa chị là những cái pha mà ông ấy lấy tiền của chị ông đi đổi bằng lái ấy, đúng không, để nâng cấp bằng từ F nọ lên F kia ấy, là ông này ông xạo. Thực sự là ông không có bằng gì hết, đúng không ạ? Bằng D đang được, bằng C đang chị đã thấy bằng chưa, thấy bằng chưa hay ông mà mua bằng giả? Không thấy.
thấy không? Đi qua bên chế ở bên Sài Gòn ở đây nè mấy năm. Nhưng mà chị có thấy không? Không. Đó chị nghe thôi. Tất cả cái gì nghe được, thấy được, sờ được còn chưa đúng. Vì vậy cho nên là đây là ông này ông chỉ dụ chị thôi. Là ra chuyện là ông tài ông giỏi, nhưng thực sự là ông này không có bằng gì. Bằng này là bằng gọi là bằng trên trời với biển, bằng mây, bằng gió thôi. Thôi, đưa tiền. Cái câu chuyện này hiện nay thì em thấy chị thực sự là một người phụ nữ cũng rất tội, rất thương. Em cũng ghi nhận cái thông tin của chị. Thì nhá, em chúc chị cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện lấy lại công bằng cho chị nhé. Rồi, xin chào các cô chú anh chị. Hẹn gặp các cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.